Di chúc của cha. Sắp đến lúc rồi đây, thằng cả, thằng hai, có đứa nào ở ngoài không? Cả ơi, hai ơi. Kìa, ba gọi chú đấy, chú vào xem ba cần gì. Em nghe rõ ba gọi anh mà. Anh vào đi, em đang bận lắm, chắc lại thuốc thang đây mà. Chú Út ơi, lên đây tôi bảo. Dạ, anh cả gọi em ạ. Vào xem ba gọi cái gì kìa. Vâng. Ba gọi con ạ. Con đang sắc thuốc dưới bếp nên không nghe thấy. Ba nghe tiếng thằng cả và thằng hai bên ngoài. Sao chúng nó không vào còn gọi con? Chắc hai anh ấy đang bận. Ba cần gì cứ bảo con ạ. Chúng nó lúc nào cũng thế. Sợ ba sai việc nên đuồn cho con đây mà. Thôi, con đi gọi chú Bảy sang đây. Ba có việc quan trọng muốn nói. Dạ. Tài sản của anh em đã thống kê ra đây cả rồi, bao gồm một căn nhà, hai mẫu ruộng và đồ đạc bán đi cũng được 100 lượng vàng. Sao? Sao tự dưng ba lại bảo chú Bảy kê khai tài sản thế? Ba đang muốn lập di chúc ạ? Phải, ba không còn sống được bao lâu nữa. Nhân lúc còn tỉnh táo, ba muốn phân chia cho ba anh em con, để sau này tránh việc tranh cãi. Trước tiên, các con hãy nói rõ ý nguyện của mình. Chú Bảy sẽ là người làm chứng và lập di chúc. Ba đừng nói thế, ba còn khỏe mà, còn lâu mới đi được. Chú lui ra, chúng tôi là con đẻ của ba. Chú dẫu sao cũng chỉ là con nuôi. Những lúc như này, ba cần chúng tôi ở bên hơn chú. Người ta chả bảo, một giọt máu đào hơn ao nước lã là gì. Phải đấy, chú lui ra đi. Con nào chẳng là con, nuôi hay đẻ, ba cũng đều thương như nhau. Ba à, bọn trẻ nhà con còn nhỏ, nuôi chúng nó vất vả lắm. Nhà con lại nhỏ, ba cho con căn nhà này nha ba. Như thế sao được, nhà con khó khăn hơn. Căn nhà ba nên cho con mới đúng. Còn anh cả lấy mẫu ruộng với 100 lượng là được rồi. Vớ vẩn, căn nhà phải là của tôi chứ. Tôi là anh cả, còn trách nhiệm thờ cúng ba. Ba chắc chắn sẽ muốn ở lại căn nhà này, phải không ba? Nhưng anh đã có nhà đàng hoàng rồi, còn vợ chồng em vẫn phải ở cái chòi rách nát đấy. Anh không thấy áy náy sao? Không được, anh phải lấy ngôi nhà. Em cũng không đồng ý. Thôi, đừng nói nữa. Chụp ảnh du lịch. Cháu, chú là con nuôi, được ba nhặt về, xem ra chú ngần ngại. Vậy chú muốn cái gì? Chú nên nhớ, chú là con nuôi đấy. Kìa, cháu Út, cháu nói gì đi chứ? Cháu chẳng muốn gì cả. Ba, con không cần gì cả. Gia sản, ba cứ chia hết cho hai anh. Con chỉ cần ba thôi. Các anh hãy chia ba cho em là được. Ba phải sống thật lâu ba nhé. Con ngoan của ba. Chú mày thấy chưa, máu mủ vẫn hơn mà thế đấy. Hai thằng con đẻ không bằng một thằng con nuôi. Cái ba mày cần là đây này. Chiếc bánh chưng ngày Tết. Wow, hoa đào đẹp quá. Mà nay đã là 27 Tết rồi, nhanh thật đấy. Tí ơi, ra đỡ mẹ một tay nào. À, mẹ đi chợ về. Nay mẹ mua nhiều đồ thế ạ? Chuẩn bị gói bánh chưng mà con. À, mẹ có mua bánh rắn mật cho tí nữa đây nè. Hoan hô mẹ, con xin ạ. Ăn xong tí giúp mẹ rửa lá dong nhé. Tối nay nhà mình gói bánh chưng nha. Vâng ạ. Ôi cha, mở
giỏi quá. Ai cha, con trai mẹ giỏi quá ta. Con rửa lá dong xong rồi, mẹ cho con đi chơi một tẹo nha. Ừ, nhớ về ăn cơm sớm nha con. Vâng ạ. Tèo, Tèo ơi. Tí đấy à, cho cậu này bánh rán mật đấy. Ngon quá, cảm ơn cậu. Tối nay nhà tớ làm bánh chưng đó, nhà cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Tớ cũng không biết, hôm nay mẹ tớ vẫn đi cày thuê cho nhà người ta. Chắc là mẹ cậu để ngày mai mới gói đấy. Mẹ tớ bảo bố tớ ốm, tiền thuốc còn không đủ, nên năm nay nhà tớ không có Tết. Ơ, sao bánh chưng ở đâu ra thế này? Nhà mình tối nay mới gói bánh cơ mà. Nhà mình nhiều bánh thế này, hay là mang cho bạn Tèo nhỉ? Chắc bạn ấy sẽ vui lắm đây. Tối nay nhà mình có bánh mới rồi, không lo mẹ mắng. Ê, Tèo, cho cậu này. À, bánh chưng. À, vui quá, thế là Tết nhà mình có bánh chưng rồi. Ê, cảm ơn cậu nha tí. Ừ, không có gì đâu, nhà tớ còn nhiều bánh lắm. Thật á, à, cậu thích thật đấy. Ừ, Tết còn có cả bánh, kẹo, hạt dưa cơ. Giỏi quá nhỉ, con mang cặp bánh chưng của mẹ đi đâu rồi? Con mang cho bạn Tèo rồi ạ. Cái gì? Sao con không hỏi ý kiến của mẹ mà dám đem bánh chưng đi cho hả? Con có biết đây là cặp bánh lễ chú hai con mang sang nhà để cúng tổ tiên hay là không? Con không biết ạ. Trời ơi, con với chả cái, giờ mẹ biết nói năng thế nào với chú hai đây. Mẹ Tí ơi. Chào chị. Chị ơi, tôi sang gửi lại chị cặp bánh, quý hóa quá. Cháu Tí quả là tốt bụng. Tôi vừa đi làm về, thấy cháu Tèo kể lại. Nhưng mà tôi nghĩ cặp bánh này chắc là nhà ta chưa cúng gia tiên, nên mang qua đây gửi lại cho chị. Vâng, cảm ơn chị. Cháu Tí nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, mong chị bỏ qua cho. Thế nhà chị hôm nào thì gói bánh? Các cụ có dạy, đói ngày giỗ cha, lo ba ngày Tết. Nhưng mà nhà tôi á, đợt này khó khăn quá, bố cháu lại bị ốm, có mấy đồng thì đem đi mua thuốc hết trơn à. Nên Tết năm nay tôi giản tiện, không gói bánh chị ạ. Thôi, tôi xin phép chị, tôi về còn lo cơm lo nước cho hai bố con đang ở nhà nữa. Khoan, chị đợi tôi một lát. Sáng nay tôi đi chợ, mua nhiều lá và gạo nếp quá. Chị cầm về một ít gói bánh cho cháu Tèo nó vui. Chị để mà làm đi. Tôi không dám nhận đâu. Tôi cho nhà chị vay, chứ có cho không đâu mà ngại. Khi nào thu hoạch lúa thì chị gửi lại cho tôi. Có mấy lon gạo nếp thôi mà. Vâng, thế chị cho tôi xin. Cảm ơn chị và cháu nhiều. Chắc là thằng Tèo vui lắm đây. Thôi, chị về cơm nước đi, kẻo muộn. Vâng, chào chị, tôi về. Con trai mẹ đáng yêu quá, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn lúc khó khăn là rất tốt. Nhưng lần sau có làm gì thì phải xin phép mẹ trước nha chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ. Vết thời gian. Con thấy cái này được mà mẹ. Cái này nhìn mẹ mặc cái váy nhăn nhúm quá. Mà nhìn nè, bụng mẹ có ngấn mỡ nhìn lộ lắm. Thôi con à. Hay là cái này, nhìn mẹ và em Bi rất vui. Cái này chụp cận mặt, mặt mẹ đầy nếp nhăn. Để em Bi đem tới trường, bao nhiêu người nhìn vào rồi bình phẩm xấu hổ lắm. Bà nghĩ các con chọn cái nào cũng được. Mẹ các con chụp ảnh nào chẳng xinh đẹp. Ngày xưa mẹ là hoa khôi của trường đại học kia mà. Nhớ lại ngày xưa sao mà nhanh thế. Bây giờ thì
thời gian đúng là kẻ hủy diệt. Nhìn em chỗ nào cũng nhăn nheo xấu xí. À, mẹ ơi, hay để con chụp cho mẹ và em một kiểu mới bằng điện thoại. Sau đó, con sẽ chỉnh cho mặt mẹ không còn nếp nhăn nào luôn. Cái này hay vậy hả con? Vâng, không những thế, phần mềm này còn chỉnh cho bụng mẹ bé lại. Da trắng hồng hơn, môi mọng hơn. Mẹ muốn chỉnh sửa xinh đẹp thế nào cũng được. Mẹ con mà chỉnh một tí là lung linh như hoa hậu ngay. Được đó mẹ ơi, vậy mẹ con mình ra đằng kia chụp cho đẹp đi mẹ. Ừ, được. Con chọn bức này nha. Giờ thì cho mẹ xem ma thuật của công nghệ nè. Rất ruột quá mẹ nhỉ. Ừ, để xem mẹ có khác không nha. Tèn tèn tèn. Xong. Mẹ ơi, mẹ khác thế. Xinh thật đấy con à. Kỳ diệu thật, rõ ràng là không còn nếp nhăn nào mà. Nhìn mẹ đúng là rất giống hồi 20 tuổi. Hay thật đấy. Mấy mẹ con có chuyện gì mà phấn khích thế kia. Anh ơi, vào em cho xem cái này, hay lắm. Xem nào. Là em đây á. Là mẹ đó ạ. Con dùng phần mềm chỉnh sửa một chút là mẹ đẹp như hoa hậu luôn đó ba. Ngày mai con mà mang ảnh này đến trường thì các bạn con có mà lác mắt. Lâu nay mấy đứa bạn của em hay đăng ảnh lên Facebook, thấy đứa nào cũng xinh tươi, trẻ trung, không già nua như em. Hóa ra chúng nó toàn dùng cái phần mềm này anh à. Đúng là lợi hại thật. Vài thao tác thôi mà con người ta đã trẻ ra cả vài chục tuổi. Nhưng mà anh vẫn thấy bức hình này thiếu một cái gì đó. Thiếu gì hả ba? Phần mềm này con thạo mà. Cái gì chỉnh sửa được là con chỉnh hết rồi. Thiếu dấu vết thời gian. Anh này, anh lại muốn em lên ảnh đầy nếp nhăn. Thân hình thì sồ sề hay sao? Nào, các con có muốn nghe ba kể một sự tích không? Sự tích gì thế ba? Sự tích về những nếp nhăn. Anh này, nói đùa cái gì thế? Ba kể đi ba. Khi ba cưới mẹ các con, mẹ xinh như một đóa hoa căng tràn sức sống. Cuộc sống ba mẹ khi ấy vô cùng khó khăn, nhưng vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ba mẹ dự tính rất nhiều cho tương lai và quyết định vì các con sau này. Ba sẽ phải xa mẹ một thời gian để đi lao động nước ngoài. Khi ấy, nếp nhăn đầu tiên của mẹ con xuất hiện. Khi có Na, khi sinh con ra không đủ tháng, con yếu như một cái rễ khoai và ốm liên tục. 3 tháng đầu tiên, mẹ các con không ngủ. Đêm nào cũng bế ẩm, chăm nom. Sau những đêm trắng, bà thấy mẹ các con đã già hơn. Còn có những nếp nhăn khi đi chơi ngã, gãy chân. Có nếp nhăn xuất hiện khi công ty của ba bên bờ vực phá sản. Có nếp nhăn xuất hiện khi bà ngoại các con mất. Khi Na không được xét tuyển vào trường mà Na mơ ước. Khi bị ham chơi điện tử nên bị điểm kém trong kỳ thi học kỳ. Toàn những kỷ niệm buồn, anh kể lại làm gì chứ? Những gì mẹ các con đã phải trải qua, ba sẽ không thể quên. Ba luôn tự hào vì những dấu vết thời gian trên khuôn mặt mẹ các con. Đối với ba, những dấu vết ấy khiến mẹ các con trở nên vĩ đại và đẹp gấp bội phần. Mẹ, chúng con không ngờ mẹ đã hy sinh vì chúng con nhiều như vậy. Mẹ ơi, ba nói đúng đó. Những nếp nhăn khiến mẹ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Và chúng con rất tự hào về mẹ. Mẹ chẳng bao giờ hối tiếc về những gì đã trải qua. Cho dù phải nhận thêm bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt để đổi lấy hạnh phúc cho gia đình, cho các con, mẹ vẫn sẽ đánh đổi. Mẹ của con là tuyệt vời nhất. Mẹ ơi, chúng ta cứ lấy tấm ảnh gốc để con đem đến trường trong lễ kỷ niệm ngày của mẹ nha. Nếu ai đó nhận ra những nếp nhăn của mẹ, con sẽ kể cho họ nghe sự tích những nếp nhăn ấy, mẹ nhé. Ừ, được rồi. Căn nhà dột. Nhà dột nhiều quá, ngói nhà mình đã hỏng nhiều quá rồi. Mùa mưa sắp tới, nếu cứ mưa thế này thì mình phải dành dụm tiền sửa lại thôi. Cũng đến lúc phải sửa rồi, nhưng mà nhà mình chỉ còn một khoản tiền. Nếu sửa thì không còn tiền nộp học phí cho thằng Bình, cái Lê nữa.
các con lên cấp 3 rồi, các khoản chi phí cũng nhiều. Thôi, mai tạnh mưa tôi sẽ trèo lên đảo lại ngói, cố được ngày nào hay ngày đấy vậy. Giá như mình có nhà cao cửa rộng, các con cũng không phải khổ, không phải ở chật chội. Trời nắng thì nóng bức, trời mưa thì dột nát. Thôi, có gì mà bà phải buồn, nhà cần gì phải rộng. Biết rộng bao nhiêu cho đủ, chỉ cần đủ vui vẻ là được rồi. Ông không có nên mới nói vậy thôi, chứ nhà to nhà đẹp ai mà chẳng thích. Nhưng mà ông nói cũng đúng, cứ vui vẻ là được rồi. Ông này, chúng ta có nên mang mấy cây nồi đất này đi không? Cây bà này, chuyển nhà lên thành phố thì mang theo nồi đất làm gì? Trên thành phố có thiếu cái gì đâu. Nồi inox, nồi nhôm, nồi điện đủ cả. Nhưng mà, chúng ta dù sao cũng đã gắn bó với ngôi nhà này 30 năm rồi. Mọi đồ vật đều gắn với kỷ niệm, tôi không nỡ xa chúng. Ngôi nhà này, càng già tôi càng thấy nó như rỗng ra bà ạ. Cái ông này già rồi lại suy nghĩ linh tinh. Con cái đi cả, nhà giờ chỉ có tôi với bà, còn ai ở nữa đâu mà giá rộng. Thôi, dù sao thì ước nguyện của bà là có nhà cao cửa rộng cuối cùng cũng thực hiện được còn gì. Nhưng mà dù sao ngôi nhà này cũng gắn bó với rất nhiều kỷ niệm. Thế ông không định mang theo gì sao? Lên thành phố thiếu gì mà phải tha lôi đi nhiều, có bà là được rồi. Ông thì... Ba mẹ, chúng ta đi thôi. Ừ. Ba mẹ vào đi. Chà, rộng thật đấy, tôi cứ ngỡ mình mơ. Ba mẹ đã vất vả cả đời rồi, giờ là lúc ba mẹ phải được hưởng thụ. Ở đây rộng rãi mát mẻ, mà không phải lo bị dột nữa nhé. Cái thằng này. Thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi, con phải đi làm rồi. Ừ, con đi làm đi, ba mẹ có thể tự lo được. Vậy con đi đây, thức ăn có sẵn ở trong tủ lạnh rồi đó ạ. Ba mẹ không cần phải nấu nướng gì đâu, con đi đây. Đó, chỉ vừa đủ nhìn thấy mặt là chúng nó lại đi mất hút. Ông này, chuẩn bị đến mùa mưa bão rồi, không biết giờ này ở dưới quê ra sao rồi ông nhỉ? Sao bà giống tôi thế? Đột nhiên tôi nhớ căn nhà dột, trải qua bao mùa mưa nắng của chúng ta. Hay là chúng ta quay về đó sống hả ông? Bà nói thật ư, trước nay bà vẫn chỉ mơ có một ngôi nhà vừa cao vừa rộng là gì? Sao giờ lại muốn trở về căn nhà dột thế? Ở đây cái gì cũng có, nhưng tôi thấy cứ thiêu thiêu, thiêu cảm giác gần gũi mà ấm áp, chất đầy trong từng ngóc ngách của căn nhà cũ. Tôi muốn sống những ngày tuổi già cuối đời trong căn nhà đó, cùng ông hứng mưa dột từ mái ngói mỗi lần mưa đến. Ông thì sao? Đúng vậy, đó là những kỷ niệm gắn bó cả cuộc đời của chúng ta. Tôi cũng vậy, dù nhà có chật chội, có dột đi chăng nữa, tôi chỉ cần có bà là đủ. Búp bê muốn giống con. Linda, thế mẹ có gì cho con này? Linda! Linda, con đang làm cái gì thế hả? Mẹ! Mẹ nhìn con này. Ai cho phép con tự tiện mặc đồ của mẹ, lại còn trang điểm nữa? Con nhìn xem, trông con như một con rối ấy. Không phải con rối, mà là Bin. Bin hoàn hảo. Mẹ nhìn kia kìa, con muốn đẹp như Bin. Sau này con sẽ giống như Bin. Con lấy con búp bê này ở đâu ra? Bạn Anna cho con. Búp bê của Anna có cả lâu đài thật, xe hơi và tủ trang sức hàng hiệu nữa. Con sẽ sửa cái mũi này,
tẩy đám tàn nhang trên má, đổi màu mắt giống Bin. Trời ơi, Linda! Linda, để con búp bê lại và ra khỏi phòng mẹ ngay. Con ghét mẹ. Trời ơi, con với cái. Anh vào được chứ? Rosie, có chuyện gì vậy? Anh thấy Linda còn khóc trong lúc ngủ nữa. Em không biết phải làm thế nào với con bé nữa. Anh không thể tưởng tượng được, lúc em thấy Linda ngồi trước con búp bê ấy, kẻ mắt đậm, tô son đậm, mặc váy ngủ của em. Được rồi, anh biết rồi. Nhưng em có nghĩ là mình phản ứng hơi quá với con không? Linda chắc là buồn lắm đấy. Anh biết rồi mà còn nói thế à? Con bé còn quá nhỏ, vậy mà đã đua đòi, không tốt rồi. Nó nói nó sẽ sửa cái mũi, tẩy tàn nhang và đổi cả màu mắt như búp bê nữa. Con bé ghét hình hài mà chúng ta cho nó. Rosie, bình tĩnh nào em. Anh hiểu cảm giác của em. Ra đây với anh nào. Dạ, Bin cũng được thay pyjama rồi đây. Em xem, cũng đáng yêu đấy chứ. Có nhiều cách để con hiểu chuyện mà không cần tước mất người bạn con yêu quý, đúng không em? Em là một họa sĩ giỏi, một người mẹ tuyệt vời nhất mà anh từng biết mà. Ba ơi, mẹ sẽ không vứt Bin đi chứ hả? Không đâu con. Con rất yêu Bin, mà mẹ thì rất yêu con. Ba ơi, hôm qua con đã nói ghét mẹ, con sai rồi. Mẹ sẽ không giận con đâu, đi học nào. Con à, từ sáng tới giờ mẹ chỉ ở trong phòng vẽ thôi đó. Con vào nói chuyện với mẹ xem thế nào nhé. Vâng ạ. Ba, ba nhìn kìa, giường học, giá sách học, cả sân tường nữa ba ơi. Nó giống y như phòng của con vậy. Giá có Bin ở đây thì tốt biết mấy. Bạn ấy sẽ thích căn phòng này lắm. Con xem ai kia. Linda, tớ đây, tớ nhớ cậu quá. Bin. Mẹ, mẹ ơi, mẹ còn giận con không ạ? Mẹ bận rộn cả ngày với Bin nên quên mất là mình phải giận ai đó rồi. Vậy căn phòng này là mẹ làm cho Bin ạ? Cậu thật là. Mà mẹ ơi, sao trong hôm nay nhìn Bin khác thế này? Cái mũi, đôi mắt, cả đốm tàn nhang nữa, tóc đỏ cũng thành đen rồi. Trời ơi, bạn ấy giống hệt con mẹ ơi, như là chị em sinh đôi vậy. Đúng thế. Bin bảo con là một cô bé ngoan, xinh xắn, đáng yêu nên bạn ấy muốn được giống như con đấy. Vậy căn phòng này là mẹ làm cho Bin ạ? Bin sướng nhé. Căn phòng này còn đẹp hơn cả phòng của bạn anh nha. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn. Con cảm ơn mẹ vì món quà cho Bin ạ. Ba đã nói gì nào? Mẹ yêu con và chắc chắn sẽ yêu cả sự đáng yêu của con nữa, cả Bin nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.